Chọn ngoài trời ở Jordan. Mình chỉ mê những cái hàng hoa như này thôi, rất là đẹp luôn. Hoa tươi, đẹp kinh khủng. Đồ khô, trái cây khô. Mọi người đi chợ rất là đông luôn. Lại một cái chợ ngoài trời nữa ở Jordan này các bạn, bán đồ rất là rẻ. Trời ơi, tất cả các loại hoa đẹp quá. Shop Việt Nam đi này các bạn ơi. Je zei met overtuiging.